Tiểu sử Thánh Margaret. Thánh Margaret ở Tô Cách Lan, sinh năm 1045 và ngài mất năm 1093. Thánh Margaret ở Tô Cách Lan quả thật là một phụ nữ tự do, trong ý nghĩa tự do để trở nên con người đích thực. Đối với ngài, điều đó có nghĩa được tự do để yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Margaret không phải là người Tô Cách Lan. Ngài là con gái của công chúa Agatha Hung Gia Lợi và thái tử Edward Atherling của Anglo-Saxon. Thời niên thiếu, ngài sống trong triều đình của người bác là Edward, vua nước Anh, người bảo vệ đức tin. Khi bị William xâm chiếm, trên đường chạy trốn, gia tộc ngài bị đắm tàu ở bờ biển Tô Cách Lan. Vua Macomb của Tô Cách Lan làm quen với hoàng tộc này và ông đã say mê sự duyên dáng cũng như vẻ đẹp của Margaret. Và họ đã kết hôn ở lâu đài Dunfermline năm 1070. Vua Macomb là người tốt bụng, nhưng cộc cằn và không có học thức, cũng giống như quê hương của ông. Vì tình yêu của Macomb dành cho Margaret mà bà có thể thay đổi tính tình nóng nảy của ông, cũng như chỉ bảo cách đối xử và giúp ông trở nên một vị vua nhân đức. Bà đã biến triều đình thành một nơi lịch thiệp và mỹ miều. Ông đã để mọi việc trong nước cho bà quản trị và thường hỏi ý của bà khi có vấn đề quốc sự. Margaret là một ân huệ Chúa ban cho người dân Tô Cách Lan. Trước khi bà đến đây, có rất nhiều người dốt nát và nhiều hủ tục trong nước. Bà tìm cách cải tiến quê hương chồng bằng cách cổ võ việc giáo dục và nghệ thuật. Về cải cách tôn giáo, bà khích lệ tổ chức các thượng hội đồng và đích thân tham dự các buổi thảo luận nhằm chấn chỉnh những tệ đoan tôn giáo rất phổ thông thời ấy của tu sĩ cũng như giáo dân, tỉ như vấn đề buôn thần bán thánh, cho vay lời cắt cổ và loạn luân. Cùng với Đức Lang Quân, bà xây dựng nhiều nhà thờ trong nước và chính tay bà thêu áo lễ cho các linh mục. Margaret không chỉ là một hoàng hậu mà còn là một người mẹ gương mẫu. Thiên Chúa đã ban cho ông bà 6 con trai và 2 con gái. Đích thân bà trông coi việc giáo dục cũng như dạy giáo lý cho con. Người con út của bà sau này là Thánh David. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhà cũng như việc nước, bà cố giữ mình khỏi bị ảnh hưởng của thế gian. Đời sống riêng tư của bà rất khắc khổ. Bà dành thời giờ để cầu nguyện và đọc kinh thánh. Bà ăn uống thanh cảnh và ngủ rất ít để có thời giờ suy niệm. Hàng năm, hai ông bà tuân giữ 2 mùa chay, một lần trước Phục sinh và một lần trước Giáng sinh. Trong thời gian này, bà thường thức giấc vào nửa đêm để đi dự thánh lễ. Trên đường về, bà rửa chân cho 6 người nghèo và bố thí cho họ. Mỗi khi bà xuất hiện nơi công cộng là bị những người ăn xin vây quanh và không bao giờ bà từ chối họ. Người ta kể rằng, trước khi bà ngồi xuống dùng bữa tối, bà thường dọn thức ăn cho 9 trẻ mồ côi và 24 người nghèo. Năm 1093, vua William Rupert bất ngờ tấn công vào thành Enix. Vua Macomb và người con cả là Edward bị giết chết. Bà Margaret cũng bị thương nặng và 4 ngày sau khi chồng bà từ trần thì bà cũng chút hơi thở cuối cùng. Lời bàn, có 2 cách thi hành việc bác ái, cách sạch sẽ và cách bẩn thỉu. Cách sạch sẽ là tặng tiền bạc, quần áo cho các tổ chức phục vụ người nghèo. Cách bẩn thỉu là dùng chính bàn tay của mình để phục vụ mà không sợ dơ bẩn. Nhân đức trội vượt của Thánh Margaret là lòng thương người nghèo. Mặc dù rất giàu sang, nhưng ngài đã đích thân thăm viếng người bệnh hoạn và chăm sóc họ với chính đôi tay của mình. Trong mùa vọng và mùa chay, hai ông bà đã quỳ xuống để phục vụ các trẻ em mồ côi và người nghèo hèn. Giống như Đức Kitô, bà đã thi hành bác ái trong phương cách bẩn thỉu. Lời trích: khi bà lên tiếng, trong lời nói đầy sự khôn ngoan ấy có sức thay đổi lòng người. Khi bà im lặng, sự thinh lặng đầy suy tư. Toàn thể bề ngoài của bà phù hợp với tính tình trầm lặng, mà dường như bà được sinh ra với một cuộc đời nhân đức, tơ gót, cha giải tội của Thánh Margaret. Lạy Thánh Nhân xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.